Đầu tiên thì về ban thì ban là một người rất là trách nhiệm với gia đình. Thứ hai là có điều là đôi lúc thì ban hơi nóng tính một chút, nhưng mà thật sự là những cái sự nóng tính đó đều xuất phát từ cái việc mà thương yêu gia đình. Và họ khi mà họ có tình cảm á, thì họ sẽ sẵn sàng quan tâm mình. Ba là một người rất là trách nhiệm và thương yêu gia đình. Một người thành công. Một người thành công. Rất là yêu thương mình. Thì nói thẳng ra thì đúng ra gia đình mình thì mình không có thân với ba mình lắm. Nhưng mà dù đúng hay không thì ba mình cũng là để ra mình và cũng nhờ ba mình thì mới có mình ngày hôm nay. Tuy nhiên dù đúng hay không thì cũng rất cảm ơn ba rất nhiều. Thực ra thì mình rất là nhớ ba. Tại vì ba mình mất từ lúc mà mình còn rất là nhỏ. Là một người nghiêm túc mà đôi lúc thì lại vui tính. Rất là bản lĩnh, là người đàn ông của gia đình. Rất vĩ đại, đã biết chăm sóc trong gia đình, đặc biệt là em. Như là một thần tượng á. Thật sự thì mình cảm giác là từ hồi nhỏ thì có, giờ lớn rồi thì ít. Trước giờ ba với mình thì kiểu ít tâm sự với nhau lắm. Rất là ít nói chuyện, kiểu như một năm thì nói chuyện một lần. Ba em với em là hầu như là không tâm sự luôn, nhưng mà kiểu như là có chuyện gì là tự hiểu luôn á. Kiểu như ba rất là tâm lý, kiểu như em muốn cái gì là ba em sẽ tự hiểu. Thực ra thì mình rất là nhớ ba. Tại vì ba mình mất từ lúc mà mình còn rất là nhỏ. Mình cũng không biết hiện tại thì ba mình đang ở đâu và đang như thế nào. Có thể là một điều hơi thiếu sót là trong những năm qua thì anh cũng chưa có thể là bày tỏ những cái tình cảm với ba mình. Nhưng mà sắp tới thì có thể là anh sẽ dành một khoản tiền nào đó khi mà anh vừa ra trường anh làm á, anh sẽ tặng ba một món quà. Em muốn chúc ba là luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn đẹp trai, luôn luôn vui vẻ sức khỏe. Nói chung là mình không biết nói gì hết, chỉ biết nói là rất yêu ba. Anh chúc ba anh nhiều sức khỏe, thành công và mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Em sẽ gửi tới ba là chúc ba có nhiều sức khỏe để ở bên em nhiều hơn. Em sẽ chúc ba em ngày càng giữ được sức khỏe, sống chung với em. Mình muốn ba mình có sức khỏe, vui vẻ với gia đình. Câu chú muốn nói là cho dù như thế nào thì con cũng muốn cảm ơn ba đã cho con cuộc đời này. Và con sẽ muốn sống hết sức đúng với tuổi trẻ, đúng với hạnh phúc của con, vì gia đình, vì bố, vì mẹ, vì em trai mình. Mong là cả ba và mình thì sẽ luôn cố gắng để có cuộc sống tốt hơn. Mong là ba sẽ luôn luôn thấy bình yên, sẽ cố gắng để như vậy. Thôi mình rất là thương ba. Sức khỏe và sẽ đợi con thành công.